công ty Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học Mỹ. Hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn chương trình cao đẳng cộng đồng, con đường đến với những trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Thì nền giáo dục Mỹ với chất lượng cao và có vị thế trên thế giới không chỉ vì hệ thống đại học luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng, mà còn nhờ chương trình đào tạo linh hoạt, thông hành với các ngành nghề thực tế gắn liền với nhu cầu của xã hội. Điều đó khẳng định lý do ở Mỹ luôn là điểm đến du học được ưa chuộng trên thế giới qua bao thập kỷ. Cao đẳng cộng đồng được xem như là giáo dục đại cương ở bậc đại học, tương đương với 2 năm đầu bậc đại học. Cụ thể, sinh viên hoàn thành các kiến thức nền tảng cho chuyên ngành đã chọn trong 2 năm đầu và chuyển tiếp lên đại học để hoàn tất chương trình đại học với các lớp học chuyên ngành trong 2 năm cuối. Ngoài ra thì đối với những bạn sinh viên có nguyện vọng học các ngành nghề mang tính thực hành cao và muốn tích lũy kinh nghiệm trước khi tiếp tục học lên cao, thì bằng cao đẳng là một chứng nhận đủ trình độ và năng lực cho thị trường làm việc. Đặc biệt, học sinh chưa hoàn tất chương trình phổ thông ở Việt Nam có thể chọn học chương trình kép để nhận được cả bằng tốt nghiệp trung học và cao đẳng chỉ trong thời gian 2 năm. Là chương trình chuẩn và chính thức của Bộ Giáo dục Mỹ, sinh viên của các trường cao đẳng cộng đồng chỉ cần học đủ số lượng tín chỉ và đạt đủ điểm yêu cầu là được chuyển tiếp lên hệ thống đại học nổi tiếng tại Mỹ như là University of Washington, Seattle University và còn rất nhiều viện đại học khác hàng đầu. Các môn học chuyển tiếp phong phú như là mỹ thuật, thiết kế, kinh doanh, khoa học y tế, truyền thông, khoa học điện toán, dược, kỹ thuật, IT, hàng không và các ngành nghề khác. Chi phí học cũng là một yếu tố đáng cân nhắc của việc học tập tại các trường cao đẳng cộng đồng. Bình quân học phí tại các trường cao đẳng cộng đồng chỉ vào khoảng 7.000 đến 9.000 USD một năm. Con số này ở bậc đại học 4 năm là khoảng 25 đến 35.000 USD một năm đối với chương trình công lập và khoảng 30 đến 50.000 USD một năm nếu đối với các trường tư thục. Với mức chênh lệch học phí này thì rõ ràng việc học ở các trường cao đẳng cộng đồng là một sự lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế. Và mọi thắc mắc về chương trình học cũng như là học phí về chương trình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083 848 4879, hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận Nhất để chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương hỗ trợ bạn.